Thư sư nhận máu của người hiến máu cho mình thì tính cách của mình có thay đổi theo người đó không? Theo kinh tạng và theo A Tỳ Đàm thì không có. Tuy nhiên nó như thế này, máu khi mà thay hiến máu thì trong kinh không có đề cập tới chuyện đó, nhưng mà tim á thì có rất nhiều những trường hợp quý vị thấy là cái người thay tim họ đổi tánh, đổi theo cái tánh mà người hiến tim là cho. Mà quý vị biết là Giang Sơn dễ đổi bản tánh khó giờ, mà tại sao họ lại có thể họ thay đổi cái tánh nữa? Và chúng ta thường nghĩ là cái ký ức nó nằm ở trên não, não bộ là nơi lưu trữ ký ức. Nhưng mà tại sao có những trường hợp khi mà thay tim thì cái người mà được hiến tim họ lại có những cái ký ức của cái người hiến cho mình? Nếu vậy thì cái thông tin nó nằm ở đâu? Đó là một cái vấn đề thần bí của trong giới y học. Thông tin thì quý vị có thể tìm, ví dụ như là thay tim đổi tánh, chứ còn thay máu đổi tánh thì sư không chắc, nhưng mà thay tim đổi tánh là có. Một điều thú vị như thế này nè, trong A Tỳ Đàm á, chúng ta có một cái thuật ngữ gọi là sắc ý vật, hoặc còn có một tên gọi khác là sắc trái tim. Bởi vì á, tại sao gọi là sắc ý vật? Tức là cái tâm của chúng ta nó cần nương giá vào một điểm sắc pháp ở trên cái tấm thân vật lý này. Tâm á, nó sẽ nương giá vào một điểm sắc pháp. Và điểm sắc pháp của con người nha, của con người nằm ở trái tim. Của những loài khác, ví dụ như là con chó, con mèo, con gà, con dung, con dế, nó có thể nằm ở chỗ khác. Nhưng đối với con người nó nằm ở trái tim. Cái tâm mình nó sẽ nương gá ở trái tim. Thì quý vị liên kết đến những cái vấn đề đó thì quý vị sẽ có được những cái suy diễn tùy quý vị.